Thưa quý khán giả, tại Đà Nẵng, trong cơn sốt đất vài năm gần đây, hàng loạt dãy nhà phố liền kề dạng shop house được xây dựng ồ ạt và nay đang bị bỏ hoang, gây cảnh tượng lãng phí và nhếch nhác. Nằm trên đường Nguyễn Sinh Sắc, tuyến đường to đẹp bậc nhất Đà Nẵng, dãy shop house trị giá hơn chục tỷ đồng mỗi căn đang bị bỏ hoang, không có người ở, đang được chủ rao bán hoặc cho thuê. Nhiều căn shop house đang xuống cấp nghiêm trọng, cỏ mọc tùm. Quan sát bên ngoài có thể thấy nhiều vết nứt và rêu mốc phủ trên bề mặt các bức tường. Đáng nói, nhiều căn nhà không có cửa đã trở thành nơi cho các đối tượng tụ tập, xả rác, gây mất vệ sinh, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự. Cạnh đó, dãy shop house trên đường Hoàng Thị Loan cũng có rất nhiều căn bị bỏ hoang, rao bán hoặc treo bảng cho thuê. Đây cũng là tuyến đường rất đẹp, nằm ngay trung tâm quận Liên Chiểu, sát biển. Cũng chịu cảnh tương tự, dãy shop house trên đường Mê Linh chỉ lác đác vài hộ đặt văn phòng kinh doanh bất động sản hoặc làm kho chứa hàng. Một dãy shop house khác ở khu đô thị phía Tây Đà Nẵng đã xây xong phần thô nhưng bỏ hoang nhiều năm nay.